cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng cảm ơn quý vị theo dõi chương trình Cải Lương Kể Chuyện Lịch Sử Lý Thường Kiệt do bác sĩ Nguyễn Thanh Long thực hiện. Chuyện hôm nay là chuyện đời Lý và một vị tướng mà muôn đời là niềm hãnh diện của dân ta, đó là Lý Thường Kiệt. Quý vị sẽ được thưởng thức một màn biểu diễn thật xuất sắc của nghệ sĩ Trường Tương Tư trong vai Lý Thường Kiệt. Vua Lý Thái Tông, vua thứ hai Triệu Lý, trị vì từ 1028 đến 1054, là người xây ngôi chùa nổi tiếng nhất tại Kinh Đô, đó là chùa Ngọc Cọt, xây năm 1049. Vua Lý Thánh Tông, vua thứ ba Triệu Lý, trị vì từ 1054 đến 1072, là một vị vua nổi tiếng nhân từ. Theo truyền thuyết, Thánh Tông lớn tuổi mà chưa có con. Hôm trên đường đi cầu tự, mọi người đều ra xem, chỉ có một cô gái hái dâu đứng giữa khóm lan mà không ra xem. Vua Lý làm lạ trên giời vào cung, lập làm ý ra phu nhân. Phu nhân giữa Trần Lan khi sinh ra hoàng tử, Thánh Tông không ý Lan làm thần phi. Lý Nhân Tông, vua thứ tư Triệu Lý, trị vì từ 1072 đến 1127. Khi lên ngôi chỉ có 7 tuổi, vua hoàng hậu giữ quyền nhiếp chánh, Lý Đạo Thành phụ tá lo việc Tào Đình. Ý Lan Thái Phi muốn chiếm quyền, bắt giam hoàng hậu tới chết và giáng chức thái sư Lý Đạo Thành. Đó là chuyện làm không tốt đẹp của Thái Phi Ý Lan. Tuy nhiên, giai đoạn rực rỡ của triều đại Lý Nhân Tông chính là lúc mà Ý Lan nhiếp chánh, và trong lúc đang có nguy cơ giặc Tống thì Ý Lan mời Lý Đạo Thành trở về giúp nước. Lý Thường Kiệt khi chặn quân Tống ở đường sông, thấy thế giặc rất mạnh, máy bắn đá của địch phá nhiều chiến thuyền. Để khích lệ tinh thần binh sĩ, Lý Thường Kiệt phao tin có thần linh báo mộng cho 4 câu thơ: Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư, Việt Nhiên Định Phận Tại Thiên Thư, Như Hà Mạch Lỗ Lai Xâm Phạm, Giữ Đẳng Hành Khang Thủ Bại Hư. Núi sông Nam thì vua Nam ở, hẳn nhiên số định giao trời. Một khi quân địch quan xâm phạm, phải lãnh trăm phần thảm bại thôi. Sáu tấm lắm nếu là